Hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 diễn ra ngày 30 tới ngày 31 tháng 5 năm 2021 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc Moon Jae-in. Tham dự hội nghị có gần 70 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên P4G, các khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự phiên thảo luận cấp cao với tư cách là thành viên sáng lập của P4G. Các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận 3 vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay, đó là phục hồi xanh từ đại dịch COVID-19, nỗ lực của cộng đồng quốc tế đạt mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050 và tăng cường hành động vì khí hậu và tạo thuận lợi cho hợp tác công tư. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang trải qua những tác động cộng hưởng với mức độ và quy mô chưa từng có của 3 thảm họa là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, để lại các hệ lụy to lớn, nhiều mặt, không chỉ hiện nay mà còn với các thế hệ tương lai. Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng tại phiên thảo luận về phục hồi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của các quốc gia, quan tâm xây dựng thể chế để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các thể chế trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, nâng cao năng lực chủ động, thích ứng của những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, trong đó có khu vực tiểu vùng sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch COVID-19 là giải pháp cấp bách hiện nay. Đề nghị tăng cường hỗ trợ cung cấp các nguồn vaccine, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôn trọng vì lợi ích chung của toàn nhân loại, bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển xanh với con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu cao nhất của phát triển, trong đó có phát triển xanh. Hội nghị đánh giá rất cao phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, đưa ra thông điệp rõ ràng, nhất quán, khẳng định chủ trương xuyên suốt của Việt Nam trong phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu với phương châm kiên quyết không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước, dọn dẹp sau, không chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường sống của người dân.